Nhà nghèo không ăn thịt. Bố, bố định đi đâu thế ạ? Nằm nhà lâu quá rồi. Bố định đi ra đồng mót ít cua. Thằng cu Tí nó thích ăn canh cua lắm. Ấy chết, bố không được đâu. Bố còn đang ốm phải dưỡng sức, lại còn đau thấp khớp nữa. Bố ở trong nhà nghỉ ngơi, đừng đi ra ngoài nữa. Hôm nay bố... Bố thương chúng con. Thương cháu thì bố cứ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi ạ. Khi nào bố khỏe hẳn thì chúng con không dám cản ạ. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang băm thịt con à, sắp tới giờ cơm chiều rồi. À, hoan hô mẹ, chiều nay lại được ăn thịt rồi. Lâu lắm rồi con mới được ăn thịt đấy. Tí à, nhà mình nghèo, dành dụm mãi mới mua được ít thịt cho nội ăn. Nội mới ốm vậy, cần được bồi dưỡng nhiều hơn con à. Dạ, con hiểu rồi ạ. Cụ Tí của mẹ ngoan quá. Nhà Tèo chơi thôi. À mà mẹ dặn mình phải ở nhà trông ông. Ông nội ơi. Cụ Tí, cháu học xong rồi à. Nào, lên đây ngồi với ông nào. Dạ vâng. Cụ Tí ngoan của ông. Thằng bé sao dạo này gầy thế, toàn thấy xương sườn thôi. Ông ơi, ăn mau khỏe để chơi với cháu nhé. Ông cháu mình sẽ ra ngoài để thái diều. Ông hứa ông sẽ mau khỏe thôi. Vâng, cháu thích lắm, giống bạn Tèo ấy, hay được ông bạn ấy chở đi chơi lắm. Bố ăn thức ăn đi ạ. Nào, cụ Tí của ông, cháu ăn thịt đi cho trông lớn cháu nha, mấy nay cháu gầy quá. Ông ơi, cháu không ăn đâu. Sao lại không ăn? Cháu... Bố ăn đi ạ. Kệ cháu nó. Ông ăn đi ạ. À, dạo này cháu không thích thịt tí nào hết. Cháu thích ăn rau cơ. Cụ Tí ngoan, ăn thịt rồi ông gấp rau cho. Ông ăn đi thì cháu mới ăn. Được rồi, cháu ăn trước đi rồi ông ăn. Chúng nó vất vả quá. Mình đã không làm được gì, lại nay ốm mai đau, mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc của các con. Có gì ngon ngọt cũng lại dành hết cho mình. Cứ thế này thì tội cho chúng nó quá. Thưa thầy, tình hình sức khỏe của cha tôi thế nào ạ? Sức khỏe của ông nhà cũng khá hơn rồi. Cụ cần nghỉ ngơi và điều trị một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Vâng, thế thì tốt quá ạ. Mà này, anh chị nhớ cho, đợt này kiêng cho cụ ăn những thức ăn có nhiều chất như là thịt cá nha. Sao lại vậy ạ? Cha cháu phải tẩm bổ vào thì mới nhanh khỏi bệnh được chứ ạ? Biết là vậy rồi, nhưng với loại thuốc mà tôi đang cho uống có nhiều thành phần kỵ với đạm, sợ ăn vào người sẽ không lợi. Dạ, thầy Lang đã nói vậy thì chúng cháu xin nghe ạ. Thôi tôi về đây, 2 tuần nữa tôi sẽ khám lại. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Mình ơi, hôm nay thầy Lang hẹn qua khám cho cha. Ta về nhà xem thầy Lang đã tới chưa. Tôi thấy sốt ruột quá à. Không biết tình hình thế nào rồi. Ừ, vậy thôi nghỉ ở đây, mai làm tiếp. Lần này tôi không thể nói như lần trước được đâu. Ông không chịu ăn uống tẩm bổ thì sao có sức khỏe được. Nay mạch của ông vẫn yếu lắm. Lương tâm của người chữa bệnh không cho phép tôi nói như thế. Tôi không thể nói dối tiếp nữa đâu. Tôi biết, nhưng xin thầy, nhà tôi, chúng nó vất vả với tôi quá. Miếng ngon nào cũng dành cho cha, thì sao có sức mà làm lụng cơ chứ? Lại thêm thằng cháu cứ mỗi lúc một gầy, xương sườn nhô ra. Tôi làm ông không đành lòng thầy ạ. Tôi thương con, thương cháu tôi quá. Cha, dù cho chúng con vất vả thiếu thốn chút, nhưng cha được đủ đầy khỏe mạnh thì chúng con có xá chi đâu. Chúng con chỉ có một ao ước là mỗi sáng thức dậy vẫn được thấy cha khỏe mạnh và minh mẫn, làm chỗ dựa tinh thần cho cả nhà. Được thế thì dù vất vả mấy chúng con cũng thấy hạnh phúc lắm. Cha đừng nghĩ ngợi gì cha nhé.
thật nhiều, còn mau khỏe, để con chơi nhiều với cháu. Ừ, ông biết rồi, cháu ngoan. Tuy bệnh tật dày vò, nhưng ông ấy thật có phúc khi có con cháu tận hiếu đến như thế. Con sáo và phú trưởng giả. Ngày xưa, có một con sáo nói được tiếng người và hiểu được ý người. Từ lâu, sáo đã làm bạn với một bác nông dân rất nghèo. Hôm ấy, bác đi cày bắt được sáo ta bị thương, nằm nép trong bụi lúa, bèn đưa về chăm sóc, dần dần dạy sáo học. Sáo biết đủ mọi thứ. Đối với sáo, bác rất tận tình. Mỗi khi có miếng ăn đều dành phần cho sáo. Ta già rồi mà không có con, nên ta nhận sáo làm con nha. Dạ, cha, cha. Nhưng con cũng khỏe rồi, vết thương cũng đã lành hẳn. Ta cũng không đành lòng để con lại chúng hoang vu buồn tuổi này. Ta sẽ cho con về rừng, ở nơi đó sẽ có các bạn của con. Chắc chắn con sẽ vui hơn khi sống với ta. Không, con không muốn xa người. Con sẽ sống ở đây với người mãi mãi. Con yêu của ta. Gần đấy, có phú trưởng giả giàu nứt đố đổ vách. Nhà hắn tiền ròng bạc chảy, đến nỗi thỉnh thoảng hắn lại đem vàng ra phơi, nói là cho đỡ ẩm. Một hôm, sáo bay qua nhà phú trưởng giả, gặp kỳ hắn đang phơi vàng. Trời, nhà này sao mà giàu thế, còn phơi vàng trên mái nhà nữa. Đúng rồi, tiện đây, ta sẽ lấy mấy thỏi về cho cha nuôi, cha sẽ đỡ vất vả. Cha, cha xem con mang cái gì về này. Hả? Trời ơi, vàng, vàng, con lấy nó ở đâu ra vậy? Nếu nói thật rằng mình lấy trộm nó thì chắc chắn cha sẽ không nhận đâu. À, đúng rồi, hôm nay trong lúc đi kiếm mồi trong rừng, con vô tình nhặt được nó. Cha, cha cầm vàng đi mua đồ ăn đi. Từ giờ cha không cần phải nhịn đói như trước nữa rồi. 20, 21, 22. Hả? Sao lại chỉ có 22 thôi nhỉ? Rõ ràng ban sớm ta phơi đúng 25 thổi mà. Hay là có đứa người ở nào tay máy, nhưng lúc ta không để ý đã trộm vàng. Không thể được, ta đã phơi tận trên nóc nhà, đã luôn ngồi dưới canh, nên không có chuyện đứa nào trong nhà trèo lên lấy vàng được. Vậy rốt cuộc là 3 thổi vàng của ta đi đâu? Không được, mà ta phải rình xem sao. Lần này ta sẽ lấy nốt 2 thổi nữa thôi. Có vàng cha không phải vất vả đi kiếm củi nữa. Ha, thì ra là con sáo gian xảo này. Ta cứ tưởng người trong phủ ta trộm vàng, hóa ra là ngươi, con sáo chết tiệt này. Quá này, ngươi chết chắc rồi. Thả ta ra, thả ta ra. Thả là thả thế nào? Ngươi trộm vàng của ta, giờ nói thả là thả sao? Ta sẽ hành hạ ngươi để ngươi biết được trộm vàng của ta đáng bị chết. Thả ta ra. Đau, thả ta ra. Mày ở nhà nào? Tôi ở trên rừng. Ai dạy mày trộm vàng của tao? Chả ai dạy cả. Mày trộm của ta về cho ai hả? Tôi quẳng lên rừng, thấy ông giàu lại nhiều vàng như vậy, tôi cấp vài thỏi đi chơi, thấy có đáng là bao so với số vàng còn lại trong phủ ông chứ. Còn sao to gan, đã ăn trộm lại còn không chịu khai à? Bay đâu, lời nó ra ngoài vặt trũi lông cho ta, để cho nó nếm mùi cái chết đau đớn nó là như thế nào. Chết rồi, phải làm sao đây? Đúng rồi. Trời ơi, thế mà đã chết rồi sao? Chết rồi thì mang ra ngoài bụi tre mà vứt, đừng để ta nhìn thấy mặt nó nữa. Ôi, đau quá. Ôi, đau quá. Lần sau, còn nhớ tránh xa phú ông trưởng giả ấy ra nha. Ở cái vùng này, ông ấy nổi tiếng là kẻ tham lam, độc ác, ai ai cũng căm ghét. Nhưng vì là dòng dõi con quan nên không ai dám động vào. Nếu con có mệnh hệ nào, ta biết sống sao đây? Một kẻ tham lam, độc ác, không ai dám động vào ư? Một tháng sau, ở một ngôi đình đã lâu đời của làng, bỗng xảy ra một việc rất lạ. Có chuyện gì vậy? Ở ngôi đình kia có tiếng gì xì xầm lạ lắm.
Dạ bấm các vị thần linh, dân làng chúng con bấy lâu nay chển mạng, không tới thăm các vị thường xuyên được, mong các vị lượng thứ, tha tội cho chúng con. Xin tha tội cho chúng con. Sắp có nạn lớn, sắp có nạn lớn, hãy bảo phú trưởng giả đến cho ta bảo. Dạ, con xin đi ngay, con xin đi ngay ạ. Quả thật là có chuyện đó sao? Cái gì? Bề trên báo vậy sao? Chắc hẳn ta sắp gặp điềm gỡ. Người đâu? Chuẩn bị lễ vật. Ta đến đình làng nghe bề trên phán. Dạ bấm các ngài, chẳng hay sắp tới con sẽ gặp hạn lớn, ảnh hưởng tới tính mạng sao? Đúng vậy, mạng này rất lớn, ta e ngươi sẽ khó lòng qua khỏi. Mong ngài chỉ bảo cứu con qua cơn hoạn nạn này, mong ngài độ lượng soi đường chỉ lối cho con. Nếu muốn thoát khỏi nạn này, ngươi phải cạo đầu quy y một thời gian, phải sống tâm thật sạch thì mới mong tai qua nạn khỏi. Cạo đầu quy y ư? Nếu ngươi không chịu thì ta cũng hết cách rồi, không nhanh thì chỉ nổi ngày mai hạn sẽ tìm tới ngươi, không thể tránh khỏi. Con sẽ làm, con sẽ nghe theo lời ngài, con sẽ cạo đầu quy y ngay tại đây. Bẩm, con đã cạo đầu, tâm con đã tỉnh được chút ít rồi. Không hiểu nạn đã thoát khỏi con chưa? Thế chưa đủ, ngươi phải ăn chay, mang tiền bạc của ngươi ban phát cho người nghèo. Ngoài kia đang có rất nhiều người nghèo đang thiếu thốn tiền của. Mang tiền của ta tới phát cho những người nghèo quanh vùng này, không sót một ai, nhớ chưa? Dạ vâng. Dạ thưa ngài, như thế đã được chưa ạ? Nạn của con đã hết chưa? Con đã được sống chưa ạ? Xin các ngài ở trên có linh thiêng thì hiển linh bách bảo con ạ. Tên phú trưởng giả tham lam kia, ngươi hãy mở mắt ra mà nhìn đây. Ta đây chả phải thánh thần gì cả, chỉ vì ngươi làm ta đau đớn suýt chết nên ta phải báo thù ngươi một phen. Cái gì? Con sáo đáng chết kia là ngươi? Chính là ngươi giả bộ thần linh ư? Sao nào, chính ta là ta đấy. Quả đầu trọc kia ngươi thích chứ? Lại còn ban phát tiền bạc cho người nghèo nữa chứ? Coi bộ ngươi cũng sợ chết quá nhỉ. Từ giờ nếu muốn sống thì đừng tham lam quá nhé. Phú trưởng giả cạo đầu vì một con sáo ư? Con sáo chết tiệt kia, ngươi chết chắc rồi. Lần này ta sẽ không để bị đánh bởi ngươi đâu. Cho ngươi chết này, này thì tham lam, độc đoán này. Ôi trời ơi, đau quá. Người đâu, người đâu? Tới đây đuổi con sáo này đi cho ta. Cho ngươi chết này, cho ngươi chết này. Người đâu, cứu, cứu ta với. Cho chữa, tên phú trưởng giả tham lam. Chuyện của vện. Vện giỏi lắm. Dũng, em có thể bảo con cúng ngừng sủa không? Ồn ào quá, chị còn phải học bài. Chị xuống chơi đi, con vện đáng yêu lắm mà. Mẹ mới mua nó cho em đấy. Ơi, chị thương, để chị bôi thuốc cho em nha. Đồ đáng ghét, chết mày này, mày dám động đến công chúa của tao hả? Không sao đâu. Sao chị lại ngược đãi vện như thế hả? Ngược đãi cái gì? Em không thấy là con mèo của chị bị nó tấn công thế này à? Nhưng con mèo tranh đồ ăn của cúng trước. Cái loài chó xấu xí, tối ngày chỉ biết sủa inh ỏi, đến mà ghê. Không hiểu sao mẹ và em lại thích chúng. Chị đừng nghĩ xấu về chúng như thế. Chó là loài động vật rất trung thành và sống tình cảm nữa. Chị thử làm bạn với vện xem. Không thèm. Đi ra đi. Mèo mèo. Biến đi chỗ khác, đồ xấu xí, bẩn thỉu. Tối nay ba mẹ và em Dũng có việc nên về trễ. Con nhớ cho vện ăn uống tử tế. Mà mẹ thấy em Dũng nói là nhiều lần con đối xử không tốt với vện đâu nhé. Làm gì có chuyện đó ạ? Con ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận rồi cứ ngủ trước đi. Vâng ạ.
Mày đừng hòng ra ngoài làm phiền tao nha. Con vợ đáng ghét lại sủa bậy rồi, mình phải xuống cho nó một trận mới được. Chị sẽ băng bó cho em. Sự tích con mối. Xưa ở vùng nọ, có một chàng trai con nhà giàu đã đến tuổi cưới vợ. Nhưng chàng ta chỉ ao ước một người vợ đẹp như tiên, nên cha mẹ hỏi đám nào cũng không vừa ý. Cho đến khi cha mẹ lần lượt qua đời, chàng ta vẫn chưa lấy được vợ. Bẩm Ngọc Hoàng, dưới hạ giới có trường hợp một chàng trai đến tuổi lấy vợ mà anh ta kén chọn từ khi cha mẹ còn sống, đến giờ cha mẹ đã mất cả mà vẫn chưa tìm được cô vợ ưng ý. Đâu, đưa ta xem. Con hãy lại đây. Dạ vâng. Con hãy xuống với anh ta một thời gian, xem anh ta có biết người biết của hay không. Nếu anh ta không thấy được cái đẹp chính đáng, thì hãy cho anh ta một bài học. Con xin tuân mệnh. Dạ thưa, có cô gái này đến xin được làm thị tỳ. Vừa hay, nhà ta cũng đang thiếu người làm việc bếp núc. Tôi thấy cô ấy cũng tháo vát, nhanh nhẹn. Vậy ngài có đồng ý không ạ? Việc nhà cứ tùy ngươi sắp xếp. Hay sao đãi các quan khách đi? Dạ, để tôi làm việc đó. Thật à? Nhưng cổ bàn rất lớn. Liệu cô có lo được hết? Vâng, tôi hứa sẽ cố gắng chu toàn công việc đó cho ngài. Vậy thì tốt rồi. Mọi việc ta nhờ cô. Dạ. Dạ, tôi chưa bao giờ được dự một bữa cỗ ngon và lạ như thế này. Nghe đâu nhà anh ta có một cô gia nhân rất khéo léo. Chính là cô ta kìa. Phải rồi, cô ấy không chỉ khéo léo nấu nướng mà còn chu toàn mọi việc nhà cửa. Tính nết lại còn rất tốt nữa. Thật là có phước. Nhưng mà nhan sắc cô ta tầm thường quá. Chúc cậu chủ tìm được một người vợ đẹp như ý muốn. Người cứ chăm sóc nhà cửa cho tốt và đợi tin vui của ta. Ôi, là cô đấy ư? Cô ấy thật xinh đẹp. Tôi chưa từng thấy ai xinh đẹp đến thế, như tiên giáng trần ấy. Cậu chủ về mà xem. Nhà ta có một cô tiên xinh đẹp trong nhà bấy lâu nay mà không hay biết. Là ai? Là ai? Dạ, chính là cô thị tỷ đó ạ. Ta thật có mắt mà như mù. Tuyệt thế giai nhân ở trong nhà bấy lâu mà không hay biết gì. Nàng hãy làm vợ ta nhé. Ta xin nàng hãy bằng lòng làm vợ của ta. Ta vốn là tiên nữ được Ngọc Hoàng phái xuống, nhưng nay đã hết hạn ở trần gian, phải trở về thượng giới. Giá như chàng nhận ra sớm thì đã không... Không, không, không. Một bài học thích đáng cho chàng trai. Ngọc Hoàng đã biến chàng thành con mối, luôn luôn chắc lưỡi tiếc nuối vì bao nhiêu ngày ở với tiên nữ mà không biết hưởng. Cô bé lọ lem.
mứt, hoa quả và bánh sữa trứng đây ạ. À. Anastasia, Rizela, ăn nhanh lên. Chúng ta còn phải chuẩn bị cho buổi dạ vũ do hoàng thượng tổ chức nữa. Chuẩn bị gì hả mẹ? Hoàng thượng cho mời tất cả các thiếu nữ đến dự buổi dạ vũ ở hoàng cung để chọn vợ tương lai cho hoàng tử đấy các con à. Nếu thế, con sẽ có cơ hội trở thành vợ của hoàng tử. Con cũng có thể tham dự tiệc phải không mẹ? Con hả? Ồ không, lọ lem yêu quý. Thử nhìn lại mình đi con. Con chỉ thuộc về xó bếp mà thôi. Mẹ ơi, chúng ta cũng nên cho lọ lem một cơ hội chứ. Phải rồi, chỉ cần con làm xong hết các việc thì con có thể đi cùng chúng ta cưng à. Chị Anastasia, em đã hốt tro bếp sạch sẽ rồi ạ. Vậy thì đi lau cầu thang đi. Từ hôm qua chưa lau đâu đấy. Thưa mẹ, con đã xong việc rồi ạ. Chưa đâu, mau giặt hết khăn trải bàn đi, bụi lắm rồi đấy. Đến giờ rồi, đi thôi các cô gái xinh đẹp của mẹ. Khoan đã, đợi con với. Nhìn mình lúc này thật xấu xí bẩn thỉu. Có lẽ mình sinh ra chỉ để ở trong xó bếp mà thôi. Ôi chào, ướt hết cả rồi. Bà là ai vậy? Ta là bà tiên. Ta hóa thành đom đóm để đi ngao du khắp nơi và tình cờ nghe được câu chuyện của con. Bà là tiên thật sao? Phải, nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian để nói chuyện đó đâu con. Con phải nhanh chóng đến vũ hội ở hoàng cung mới được. Bà cho con chiếc váy này thật sao? Không chỉ có vậy đâu, con hãy nhìn ra ngoài xem. Con sẽ có một đêm dạ vũ vui vẻ, nhưng hãy nhớ, đến 12 giờ là mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Con phải trở về trước lúc đó nhé. Cảm ơn bà tiên rất nhiều. Hoàng tử, người không thể bỏ đi như vậy được. Người cứ để mặc ta. Ta đã chán ngán việc ngày nào cũng gặp gỡ những cô nương không quen biết và cứ phải nói chuyện vô vị với họ rồi. Nhưng nếu người bỏ đi như vậy, hoàng thượng sẽ trách tội thân mất. Có gì ta sẽ chịu trách nhiệm, người không phải lo. Sao cô gái này lại ở đây? Không biết mình đang ở đâu nữa. Xin chào, có phải cô đang bị lạc không? Chào anh, đúng là tôi đang bị lạc. Anh có biết đây là đâu không? Đây là khu vườn của hoàng cung. Có phải cô đến dự tiệc dạ vũ của hoàng tử không? Vâng, đúng vậy. Xin hỏi anh là... Tôi là tùy tùng của hoàng tử. Để tôi dẫn cô đi. Cô có muốn trở thành vợ của hoàng tử không? Tôi không biết hoàng tử là người như thế nào, nên không chắc lắm. Hoàng tử là người rất thông minh, rất đẹp trai và tốt bụng nữa. Nếu hoàng tử hoàn mỹ như thế thì tôi không với tới đâu. Vì tôi chỉ là một cô gái suốt ngày ở trong xó bếp, đến nỗi mọi người quên mất tên tôi mà chỉ gọi tôi là Lọ Lem thôi. Lọ Lem, cái tên này hay đấy. Nào, Lọ Lem, giờ cô có muốn thử khiêu vũ với tôi không? Rất hân hạnh. Sắp 12 giờ rồi, tôi phải về đây. Khoan đã, để tôi đưa cô về. Tôi về một mình được rồi. Hôm nay dù không được dự vũ hội, nhưng tôi rất vui khi được nói chuyện với anh. Khoan đã. Mất công đến tận đây mà có gặp được hoàng tử nào đâu. Thôi, chúng ta về nhà trút giận lên con bé Lọ Lem cho bỏ ghét. Nghe nói nhà vua vừa ra chiếu sẽ hỏi cưới cho hoàng tử cô gái nào đi vừa chiếc giày pha lê đấy. Đó chẳng phải là chiếc giày của mình sao? Giày bé thế này thì làm sao mà đi được? Tôi có thể thử được không ạ? Mời cô. Nực cười, con bé này cũng đòi thử giày cơ đấy. Sao có thể như vậy được? Cuối cùng ta đã tìm được nàng rồi, Lọ Lem. Người là... Ta chính là hoàng tử, người đã gặp nàng trong khu vườn hôm đó. Cuối cùng, hoàng tử vui mừng đón Lọ Lem về hoàng cung. Đám cưới diễn ra trong những lời chúc tụng nồng nhiệt và tiếng chuông vang khắp cung điện. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!